Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizlink Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Mình mời các bạn đến với một chủ đề mới toanh. Mình cũng mới vừa nghĩ ra tên để mà đặt thôi. Mình tạm gọi loạt clip này là Same but Different. Đây sẽ là một loạt chủ đề mới trong môn Syntax. Thật ra thì với mình, chủ đề nào trong Syntax cũng thú vị hết. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích syntax hay không ha? Trước khi vào chủ đề chính, cho phép mình chia sẻ với các bạn thông tin về buổi giao lưu có tên gọi là Fly with Fulbrighters. Đây là một chủ đề ở trong cái series Sell the Scholarship được tổ chức bởi khoa ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà mình công tác trước khi mà mình tạm nghỉ để lên đường sang Mỹ du học theo chương trình học bổng Fulbright. Buổi giao lưu đó sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy tuần này và sẽ có tổng cộng là 3 speakers. Các bạn có thể thấy hình của mình là hình cuối cùng ở bên tay phải. Còn bên đây thì ta có cô Hồ Thị Thu Trang, thầy Nguyễn Thái Sơn. Đây là hai người bạn của mình. Các bạn đó đều là những người nhận được học bổng Fulbright. Cô Thu Trang thì hiện vẫn còn đang học, còn một năm nữa, cùng một lượt với mình đó. Còn thầy Thái Sơn thì đi trước mình một năm, vừa mới về Việt Nam. Ba speaker sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm đi du học ở Mỹ. Cụ thể là sẽ chia sẻ về ngành ngôn ngữ học lý thuyết là ngành mà mình đang học, và ngành ngôn ngữ học ứng dụng như là ứng dụng vào mảng giảng dạy tiếng Anh là mảng mà cô Thu Trang đang học, và một mảng nữa là Forensic Linguistics, ngôn ngữ học pháp lý mà thầy Thái Sơn vừa mới tốt nghiệp xong. Mình sẽ để đường link đến trang Facebook của Đoàn Khoa ngữ văn Anh ở bên dưới phần miêu tả. Các bạn có thể nhấp vào đó để xem thông tin, ngày giờ cũng như là đăng ký để nhận được link đến Google Meet các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay. Cảm hứng để ra đời clip này bắt nguồn vào buổi sáng hôm nay mình lướt Facebook và mình thấy bài đăng của bạn đồng nghiệp cũ của mình. Bạn ấy đăng một cái bài viết của sinh viên, trong đó có một cái câu: Some people are born differently. Bạn sinh viên đã viết như vậy. Xong rồi thầy mới gạch bỏ cái chữ differently và thầy sửa lại là different. Cái hình mà các bạn thấy là Uttra, con trai của mình, hồi bé vài tháng tuổi thôi, chắc khoảng 6 tháng, bây giờ thì bé lớn rồi. Vậy thì quay trở lại với hai cái câu đề bài của mình ha. Some people are born differently, với lại some people are born different. Mình đố các bạn là hai câu này về mặt nghĩa nó sẽ khác nhau làm sao? Câu hỏi thứ hai là, còn từ góc độ syntax thì các bạn sẽ phân tích hai câu này như thế nào? Các bạn sẽ vẽ cây như thế nào để cho thấy hai câu này khác nhau? Đến đây như mọi khi mình lại mời các bạn dừng clip lại, các bạn sẽ suy nghĩ ha, suy nghĩ thật là kỹ trước khi chúng ta bắt đầu clip để coi câu trả lời. Giờ thì mình mời các bạn theo dõi tiếp nha. Câu đầu tiên, some people are born differently. Cái câu này mình đọc những cái bình luận ở trên Facebook, ở bên dưới cái status rất là vui. Có bạn thì nói là, thì có người sinh thường, có người sinh mổ. Ừ, nó cũng là một ý hay đó. Còn bạn tác giả của bài đăng, thầy giáo mà mình kể đó, thầy nói mắc cười lắm, thầy nói thì có những người họ sinh ra ở nắp theo như cách nói của dân gian. Mình nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng nhiều khi cũng đúng thiệt ha. Người ta thì hoặc sinh thường hoặc sinh mổ, còn có những người họ lại sinh ra từ nắp. Nói vui như vậy thôi. Vậy thì về mặt syntax thì sao hả các bạn? Về mặt syntax, chúng ta sẽ thấy cái động từ sinh nó ở hình thức bị động, are born. Các bạn còn nhớ cách vẽ câu bị động hay không?
các bạn coi lại cái phần mà auxiliary verbs thì mình có trình bày cái cách vẽ câu bị động theo như tác giả của quyển Analyzing Sentences, tác giả Noel Burden Roberts. Còn chữ differently thì sẽ là một cái trạng ngữ, nó sẽ là một modifier, cho nên nó sẽ đứng ngang hàng với verb phrase. Sơ đồ cây của các bạn sẽ là như vậy nè. Differently nó sẽ đứng ngang với verb phrase. Còn hồi nãy mình có nói á, câu bị động các bạn nhớ không? Muốn là hình thức bị động thì động từ bắt buộc phải là transitive. Còn transitive kiểu gì thì tính sau, là mono transitive hay là di transitive hay là complex transitive thì tính sau nha. Nhưng chắc chắn nó phải là trans. Trong trường hợp này thì nó sẽ là mono trans, có nghĩa là sau nó phải có một tân ngữ. Tân ngữ đó đã được đảo ra để làm chủ ngữ cho câu bị động là some people ở trước rồi, cho nên các bạn sẽ để một cái gap ngay chỗ NP đó, nhưng bắt buộc các bạn phải có NP nha, đằng sau were born phải có NP. Nếu không có là các bạn vẽ sai, coi như cái câu đó bỏ, không tính điểm. Giờ mình đến trường hợp some people are born different. Cái ý ở trong bài viết của bạn này nè, cái bạn mà viết cái bài luận rồi thầy giáo sửa đó, thì ý bạn nói là mỗi người sinh ra thì có đặc điểm khác biệt, không ai giống ai hết trơn, chứ không phải nói về cái cách thức được sinh ra. Nên trong trường hợp đó thì different không phải là modifier nữa các bạn. Mình đọc phần bình luận ở bên dưới cái status thì thấy nhiều bạn nói cũng đúng. Còn câu trả lời của thầy giáo thì thầy giải thích để cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung. Thầy nói là trong trường hợp này nó giống như Lady Gaga nói là Born This Way đó các bạn. Chắc là các bạn biết cái bài hát đó ha. Còn góc nhìn của syntax đối với câu này, cách hiểu này sẽ là động từ này cũng là transitive, nhưng là complex transitive. Tại vì different nó sẽ là complement cho cái tân ngữ, nó sẽ là object complement, ok, hoặc là object predicate. Và chúng ta lại phải để một cái gap ngay chỗ noun phrase cho cái tân ngữ. Các bạn lưu ý với cái câu này thì ta chỉ có thể sử dụng ở hình thức bị động. Nếu các bạn cố gắng chuyển nó lại thành câu chủ động thì nghe nó rất là kỳ. Không có được, nó bắt buộc phải ở bị động. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Về tài liệu tham khảo thì mình vẽ hai cái cây này dựa theo quyển Analyzing Sentences, An Introduction to English Syntax, ấn bản số 2, năm 1997. Đây cũng là giáo trình chính được sử dụng cho môn học English Morphology and Syntax cho sinh viên khoa ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Bizlink Corner. Mình mong là các bạn cảm thấy clip này hữu ích. Đừng quên like, share và subscribe, đăng ký theo dõi kênh các bạn nhé. Và còn một việc quan trọng nữa là nếu các bạn có thắc mắc gì, muốn trao đổi gì thì các bạn hãy để lại bình luận nhưng ở chế độ công khai. Tại vì có nhiều bình luận mà mình nhấn vào để trả lời thì không cách nào trả lời được. Mình chỉ đọc được cái tin nhắn ở trên cái phần thông báo của YouTube mà bấm vào trong cái clip đó để tìm cái bình luận thì lại không tìm được, cũng không trả lời được. Có lẽ vì các bạn đã không chỉnh cái chế độ công khai. Còn không thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Messenger hoặc là email ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.